Việt Nam 12-08 rút ngắn nạn nhân đang đi chơi Tết bị một nhóm thanh niên chặn đường truy sát và hiện cơ quan điều tra đã xác định được 3 nghi can. Ngày 19-2, tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Bình Thuận cho biết, đang truy xét thủ phạm gây ra vụ giết người xảy ra trên địa bàn thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong vào chiều tối 18-2. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 gram. Ngày 18-2, em Huỳnh Đồng Độ, 15 tuổi, học sinh lớp 9 một trường trung học cơ sở trên địa bàn tại thị trấn Liên Hương đi chơi Tết bằng xe máy thì bất ngờ có một nhóm thanh niên chặn đường dùng kiếm nhật, mã tấu truy sát. Nạn nhân đã được mọi người đưa đến bệnh viện đa khoa Bình Thuận cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Cơ quan cảnh sát điều tra công an Bình Thuận đã trưng cầu giám định tử thi và xác định nạn nhân bị chém đến 6 nhát trong đó đứt lìa cả bàn tay và nhiều vết chém trên đỉnh đầu. Theo nguồn tin của chúng tôi, hiện cơ quan điều tra đã xác định được 3 nghi can trong một nhóm giang hồ tổ chức thực hiện cuộc truy sát dã man này. Thi thể nạn nhân được đưa về nhà để lo hậu sự. Nguồn Leo.